Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh khóa mới và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, dự và chỉ đạo kỳ họp. Dự kỳ họp còn có ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương, vụ công tác đại biểu Quốc hội, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương cùng 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Yên Bái đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%. Qua cuộc bầu cử này, tỉnh Yên Bái đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội, 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 298 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 3.639 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đây là những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 với những nội dung hết sức quan trọng. Thành công của kỳ họp là tiền đề đảm bảo cho thành công của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, trách nhiệm của Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử và cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp. Đặc biệt, cử tri trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống, đoàn kết, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của cử tri, qua đó góp phần quan trọng tạo nên thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tới 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu hoạt động của bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, bầu Hội thẩm Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định để bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới bắt tay ngay vào công việc. Phương án nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được chủ động chuẩn bị công phu kỹ lưỡng ngay từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm dân chủ, khách quan theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Để chuẩn bị cho công tác bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh hôm nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện đầy đủ quy trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử và được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu đều là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, uy tín, trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị công tác được giao. Các trường hợp nhân sự được giới thiệu là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trong cuộc bầu cử vừa qua đều trúng cử với số phiếu bầu rất cao, hầu hết đều đạt trên 90%. Điều đó đã thể hiện uy tín và sự tín nhiệm cao của cử tri và nhân dân đối với các đồng chí. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan,
thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận giữa ý đảng với lòng dân để thống nhất cao bầu đắc cử các chức danh theo đúng luật định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Do vậy, trọng trách nhiệm vụ đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ này rất nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn kỳ vọng và tin tưởng rằng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân tỉnh nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành quả đã đạt được của các nhiệm kỳ trước. Hết lòng, hết sức cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên, nắm lấy thời cơ và vận hội mới, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ to lớn mà nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 cũng đã thực hiện quy trình bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các trưởng Phó ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời thực hiện quy trình bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, với sự tín nhiệm cao, ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vũ Quỳnh Khánh và bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu các trưởng ban, phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông tin chi tiết của kỳ họp chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu tác động do đại dịch COVID-19, song 6 tháng năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh vẫn đạt gần 9.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, qua đó khẳng định hiệu quả của các giải pháp. Trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, sự nỗ lực của các ngành các địa phương trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trong đó, tổng sản phẩm khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 4%. Khu vực công nghiệp xây dựng đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 8,4%. Trong đó, công nghiệp đóng vai trò chủ lực, thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng hơn 10%. Khu vực dịch vụ đạt gần 3.900 tỷ đồng, tăng 5%. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, huyện Yên Bình đã triển khai tới tất cả các địa phương trong huyện đăng ký mỗi địa phương xây dựng ít nhất một sản phẩm OCOP, ưu tiên những sản phẩm chủ lực thế mạnh. Đến nay, huyện Yên Bình đã xây dựng được 10 sản phẩm nông sản theo tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, đó là chè xanh và chè túi lọc Hương Lý, măng khô và măng chua Thác Bà, gạo Hương Chiêm Bạch Hà, cá mương sấy và cá rô phi lọc xương sấy hồ Thác Bà, sản phẩm du lịch cộng đồng Bảo Ngọc, làng ven xã Ngọc Trấn. Để hoàn thành mục tiêu, năm 2021 có thêm 10 sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và du lịch được cấp chứng chỉ OCOP 3 sao. Huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, tăng cường hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực của huyện, đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc một số sản phẩm nông sản chủ lực gắn với thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của huyện.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng năm 2021 là khoảng gần 5.500 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng dư nợ. Thời gian qua, các chi nhánh ngân hàng và các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã tháo gỡ khó khăn cho gần hơn 22.000 khách hàng. Trong 6 tháng năm 2021, dư nợ của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục tăng so với cùng kỳ, nhưng ở mức thấp do dịch COVID-19 bùng phát phải thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa điểm làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn, nhất là lĩnh vực giải trí, du lịch, tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, các chi nhánh ngân hàng vẫn tiếp tục giải ngân các dự án đã ký kết và các hợp đồng mới để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 6 đạt 27.800 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 9%, chiếm 38% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay chung và dài hạn đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 3,3%, chiếm 61% tổng dư nợ. Để hỗ trợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ cho hàng trăm khách hàng bị ảnh hưởng với dư nợ hơn 867 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội phụ nữ thành phố Yên Bái đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp, qua đó giúp chị em xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Thông qua nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, trong 5 năm qua đã ủy thác 60 tỷ đồng, giúp hơn 1.800 hội viên được vay vốn. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố cũng đã hỗ trợ tư vấn kiến thức cho gần 140 hội viên phụ nữ nghèo, giúp ngày công lao động, con giống, cây giống các loại. 100% cơ sở hội đã vận động hội viên thực hiện mô hình tiết kiệm 5.000 đồng một người một tháng, giúp cho gần 750 lượt hội viên nghèo vay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình và vươn lên thoát nghèo. Từ phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi đã xây dựng và duy trì hơn 1.000 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Công an tỉnh Yên Bái triển khai cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đến nay, toàn tỉnh đã có 582.129 người được cấp căn cước công dân, đạt 91,5%, xếp thứ 5 trong cả nước. Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, địa hình đồi núi hiểm trở, dân cư phân bố không tập trung, tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp các ngành và sự ủng hộ của nhân dân, Công an toàn tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân. Trong đó, dẫn đầu là thị xã Nghi Lộ đạt 99,3%. Với tỷ lệ 91,5% công dân được hoàn thành thủ tục cấp căn cước công dân, tỉnh Yên Bái xếp thứ 5 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động hội phụ nữ, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên hiện có 23 cơ sở hội, 190 chi hội trực thuộc với hơn 17.500 hội viên. Trong 5 năm qua, hội viên phụ nữ huyện Trấn Yên đã nêu cao truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng giữ nhiều vị trí quan trọng trong cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tỷ lệ nữ cán bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 24,4%, tham gia đại biểu hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt trên 30%, đảng viên nữ chiếm trên 38%. Xác định phong trào xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Nhiệm kỳ 2016-2021, hội viên phụ nữ từ huyện đến các xã, thôn bản từ vùng thấp đến vùng cao đều ra sức thi đua xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Ngoài ra, chị em phụ nữ trong các cơ quan nhà nước còn tích cực hưởng ứng bằng các phong trào cụ thể trong cơ quan đơn vị. Điển hình như phụ nữ ngành giáo dục đào tạo đã không ngừng nghiên cứu đổi mới trong giảng dạy, thực hiện tốt các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập. Chị em phụ nữ ngành y tế với phương châm sáng y đức, giỏi chuyên môn đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hàng năm, chị em phụ nữ ngành y tế cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cho chị em phụ nữ trong thực hiện các luật về hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và luật bình đẳng giới.
từ đó nâng cao được ý thức trách nhiệm của chị em phụ nữ trong toàn huyện nói chung và chị em phụ nữ ngành y tế nói riêng trong công tác thực hiện và chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Và hàng năm thì tỷ lệ chị em phụ nữ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại được nâng lên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn huyện. Để giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập, trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn cho hàng ngàn hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 110 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn vay đã giúp cho chị em, nhất là chị em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Qua đó đã có 315 hộ phụ nữ thoát nghèo, giúp trên 300 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Trấn Yên xuống còn 2,11%. Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực vận động chị em cơ cấu lại hình thức tổ chức sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. 100% cơ sở hội đều có mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 500 đến 1 tỷ đồng một năm trở lên. Toàn huyện có 37 doanh nghiệp, 15 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, thu hút trên 50% lao động nữ. Trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã đã bám sát vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp. Hội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng với các ban ngành đoàn thể tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho chị em hội viên phụ nữ, và cũng đã hiện nay cũng đã hội đã phát động phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi. Đến nay thì hội đã thành lập được 5 tổ hợp tác do phụ hội viên phụ nữ làm chủ, ví dụ như là phụ nữ mô hình phụ nữ phát triển kinh tế là nuôi ong lấy mật, ốc nuôi ốc nhồi thương phẩm và đặc biệt là chăn nuôi trâu bò từ 30 đến 50 con. Xác định thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường là nhiệm vụ xuyên suốt trong xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên tăng cường vận động cán bộ hội viên thực hiện nội dung sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, hướng dẫn chị em hưởng ứng phong trào sản xuất thực phẩm sạch, tiêu dùng sạch, đóng góp công sức kinh phí làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thắp sáng đường quê, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, hạn chế sử dụng túi ni lông. Đến nay trên địa bàn huyện đã thành lập và duy trì 190 đoạn đường phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, 56 mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch, xây dựng 650 tuyến đường hoa, 720 nhà sạch vườn đẹp, xây dựng hơn 30.000 hố rác, 40 tuyến đường điện thắp sáng đường quê với tổng chiều dài hơn 40 km. Chúng tôi đã làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân, làm tốt công tác môi trường, thu gom rác thải và trồng hoa cây cảnh dọc theo các tuyến đường của xã. Thì đến nay đối với hội phụ nữ chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể và nhân dân đã trồng được 15 km đường hoa trên dọc các tuyến đường của xã Việt Thành. Và cái môi trường của chúng tôi thì đã được hội viên và nhân dân hưởng ứng, thu gom rác thải hàng ngày, đưa vào cái hố rác tập trung để không gây ô nhiễm môi trường. Để góp phần xây dựng huyện Trấn Yên phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, gắn với xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên sẽ phấn đấu hàng năm mỗi cơ sở hội có các loại hình, mô hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng, mỗi năm giúp 21 hộ hội viên thoát nghèo. Ngoài ra vận động hỗ trợ thành lập mới 3 doanh nghiệp hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, vận động hỗ trợ 30 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 503 sạch, mỗi cơ sở hội đăng ký và thực hiện một công trình phần việc, góp phần duy trì xã nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Cơ sở 9 cái chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra thì hội sẽ bám sát vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động của tỉnh ủy, rồi kế hoạch công tác của huyện ủy cũng như hội phụ nữ tỉnh hàng năm, là để căn cứ vào đó xây dựng cái chương trình hành động của hội trong cả nhiệm kỳ và xây dựng chương trình công tác hàng năm cho tổ chức hội và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ sở hội, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trên cơ sở đó để đóng góp một cái phần tích cực vào trong việc xây dựng huyện Trấn Yên phát triển toàn diện gắn với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể đã đưa ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên tiếp tục phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua của hội để góp phần đưa huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đã đề ra.